Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến năm 2021. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên tạo tiền đề thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt đây cũng là năm đầu tiên thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng và đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, nhân dân thành phố, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia, tạo được không khí thi đua sôi nổi. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào thi đua đặc biệt đó là cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thành phố đã có nhiều cách làm, giải pháp sáng tạo, tạo chuyển biến trong công tác thi đua khen thưởng, huy động toàn hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân phát huy trí tuệ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa quyết liệt phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh. Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thành phố đã thực hiện nhiều cách làm, giải pháp mới nhằm tạo chuyển biến trong công tác thi đua khen thưởng tại địa phương, như rà soát, phê duyệt danh mục các chuyên đề thi đua, tổ chức sắp xếp lại và nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm khối thi đua, kiện toàn và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, từng bước nâng cao hiệu quả trong việc phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với từng lĩnh vực kinh tế, xã hội cụ thể. Từ đây đã đem lại những kết quả đáng khích lệ trong công tác thi đua khen thưởng toàn thành phố, tạo tiền đề để góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc phát triển kinh tế xã hội thành phố. Nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những nghĩa cử cao đẹp trong các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn thành phố đã được phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và có sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.